nói chung là bên nhà chồng nói là cái lúc mà xuống con xuống quay là bên nhà chồng công ty nói bây giờ bắt nó ở đây là xin lỗi tôi rồi nó mới mở đây nó ở. Nó phải ở bên trong nó phát huy ra ngoài chứ đúng không?